Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay sẽ giới thiệu các bác một mẫu xe rất quen thuộc tại cửa hàng xe bên em. Mẫu xe đua đến từ thương hiệu của Itava Siruro. Vâng, như các bác thấy thì cái xe được trang bị khung nhôm bằng carbon, khung dẹp các bác nhé. Và bộ cấu hình của Siruro Sora, cái bộ không khí động học rất là đẹp. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chiếc xe. Vâng, đây là chiếc xe Java Siruro, cũng là một mẫu xe đua rất quen thuộc tại cửa hàng bên em. Sẽ lướt qua hình thức chiếc xe. Em đánh giá chiếc xe lần này về còn rất là mới các bác nhé, trên 90%. Vâng, chiếc xe này có size là 48. Các đẹp xe đo cùng ngang của chiếc xe này. Với size 48 này thì rất phù hợp với đa số các bác đạp xe từ 1m6 đến 1m7 đi với chiếc xe này. Với bộ khung dẹp, khung khí động học của Java giúp xe đi lướt hơn, xé gió. Và vành DK. Với Java thì em cũng đã giới thiệu rất là nhiều rồi, luôn sử dụng trang bị cũng như là phụ tùng của DK. DK một hãng chuyên làm phụ tùng cho độc quyền của Java luôn. May ơi cối đổ thật kêu. Cái bộ phanh 3 mảnh của xe đua cối nổ các bác nhé, cái 9 tầng vít rất là mới, là phụ đề của Siruro Sora. Đùi nhĩ trục gốc, đùi nhĩ 2 tầng của Broil và gạt đĩa của Sora. Xe này trang bị rèm sườn các bác nhé, đi rèm sườn. Trên khung xe bên cạnh chiếc Java thì có cầu của nước Ý. Vâng, đây là một thương hiệu đến từ đất nước Ý. Ford vừa ghi đông benzin của hãng DK. Được trang bị bộ tay lắc của Siruro Sora, 9 tốc độ và 2 tốc độ bên đĩa, là 18 tốc độ cho các bác thay đổi các bác nhé. Biểu tượng của Java là chiếc khiên. Đây, trên đầu xe có hình chiếc khiên, biểu tượng của hãng. Vành nguyên cặp của DK và càng carbon, những vân carbon có thể nhìn thấy càng carbon thôi nhé. Thông số vành và lốp của xe là 700x23C. Đây là lốp rất thông dụng của dòng xe đua, vành 700 và cỡ lốp là 2 beta C. Chiếc xe rất là mới các bác nhé, còn nguyên ni lông đây, chưa bóc hết luôn. Cái cọc yên, cọc yên nguyên zin của hãng DK.
và yên của Shimano DK đây. Vâng, và tất cả đồ đều nguyên bản theo về theo xe. Mẫu xe thì tôi không hợp ý. Thịt cùng xe có một số tem in chìm và khung như alubium siêu nhẹ, không khí động học. Bây giờ em sẽ đi vào đo chiều cao không đúng của xe. Vâng, xe có size là 48, size đứng. Và ngang là 53. Số các bác từ 1m6 đến 1m7, 3 đi với xe này. Với được trang bị là 9 tầng lip. Xích và lip còn rất là mới thôi nhé. Mày ơi cối nổ. Lên lip. Rất tốt, đúng lít. Phía tay phải em bộ đùi đĩa hai tầng đùi đĩa thụt rỗng của Brew, xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, máy quay rất là bò, máy cúi nổ kia rất to quá chứ. Vâng, và em vừa đánh giá trong chiếc xe Java Siro, một chiếc xe đến từ thương hiệu Ý. Chiếc xe được trang bị khung nhôm, khung nhôm dẹp rất là đẹp các nhá, và càng carbon, bộ group của Siro Sora, tất cả đồ đều phụ tùng của DK, phụ tùng nhân viên của hãng. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 9,5 triệu, miễn phí ship toàn quốc tới những bác trẻ tiền và bảo hành 1 năm. Các bác cần nhắn tin Zalo 0975 709 93 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe, lên YouTube theo dõi chiếc xe đạp và nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đạp có tại Việt Nam. Xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video.